Cũng trong sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hà, đợt dịch vừa qua, toàn phường có 27 F0, 65 F1, 56 F2, 35 F liên quan, chủ yếu liên quan đến chợ đầu mối và cảng cá Thọ Quang. Ngay sau khi phát hiện, phường đã tập trung truy vết, khoanh vùng và cách ly các trường hợp liên quan, đã thiết lập 8 vùng cách ly y tế, đồng thời thực hiện 7 đợt xét nghiệm đối với đại diện hộ gia đình, lực lượng trực chốt, ngư dân, shipper, đảm bảo độ phủ 100% hộ gia đình và những người tạm trú trên địa bàn. Với những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, đến nay, phường Xuân Hà được công nhận là vùng xanh của thành phố. Cùng đến thời điểm này, phường đã thực hiện tiêm chủng mũi 1 cho trên 1.440 người trong độ tuổi từ 18 đến 65. Hơn 300 người trong ban điều hành khu dân cư, 750 người trên 65 tuổi không có bệnh nền và 200 người trên 65 tuổi có bệnh nền. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 kịp thời, đúng đối tượng. Qua ngày ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn giám sát và kiến nghị của địa phương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ với những khó khăn và biểu dương những nỗ lực của phường trong công tác phòng chống dịch, cũng như trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đề nghị phường không được chủ quan, lơ là và chú trọng công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về các chính sách hỗ trợ của thành phố, trung ương. Chú ý tập trung các đối tượng hỗ trợ thuộc hộ kinh doanh, thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tuyến đầu chống dịch. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng lưu ý, phường cần tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện chế độ chính sách ở các tổ dân phố, chi bộ khu dân cư. Đồng thời tập trung tổ chức thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch, đảm bảo giãn cách trong xét nghiệm, công khai minh bạch trong tiêm vaccine cho người dân, chủ động xây dựng phương án phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.